Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả. Đó là Trần Ngọc Thiện, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Thanh Hữu, trú tại thị trấn Epoch, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Hữu từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Thiện từng được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Theo kết quả điều tra, Thiện là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp. Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Thiện đã xúi dục Hữu đến các nghĩa trang, nghĩa địa, dò la thấy có những thứ gì lấy bán được thì chỉ điểm cho Thiện đến lấy mang về bán lại cho Hữu. Với thủ đoạn đó, trong một tháng, vào đêm khuya, Thiện đã hơn 10 lần vào nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột, lấy cắp nhiều thứ như cây cảnh, bình hoa, bàn ghế để ở các phần mộ. Sau đó, Thiện đưa về bán lại cho Hữu được trên 30 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu toàn bộ tang vật để trả lại cho các gia đình bị mất tài sản trên các phần mộ. Ôm đây, đôn đấy nhá.